Ngày 14 tháng 3, Thánh Maximilian. Ngay từ thời giáo hội tiên khởi, chúng ta may mắn có được một tài liệu quý báu và hầu như không một chút thêm thắt trong bài tường thuật tử đạo của Thánh Maximilian ở Algeria ngày nay. Bị điệu ra trước quan thống đốc Dion, Thánh Maximilian từ chối không chịu gia nhập đạo quân La Mã với lý luận như sau: tôi là Kitô hữu, tôi không thể làm sự dữ, tôi không thể phục vụ trong quân đội. Dion trả lời: ngươi phải phục vụ hoặc là chết. Maximilian đáp lại: tôi không bao giờ phục vụ. Ông có thể chém đầu tôi, nhưng tôi sẽ không bao giờ là một người lính của thế giới này. Vì tôi là một người lính của Đức Kitô, tôi thuộc về đạo binh của Thiên Chúa, và tôi không thể chiến đấu cho thế giới này. Tôi đã nói với ông, tôi là một Kitô hữu. Dion hỏi: dưới quyền của Diocletian và Maximilian, Constantius và Galerius cũng có những người lính là Kitô hữu phục vụ thì sao? Maximilian trả lời: đó là vấn đề của họ. Tôi cũng là một Kitô hữu, nhưng tôi không thể phục vụ. Dion hỏi: nhưng làm lính thì có thiệt hại gì? Maximilian trả lời: ông biết rõ điều đó. Dion nói: nếu ngươi không thi hành nghĩa vụ, ta sẽ kết án tử hình vì sự khinh thường quân đội. Thánh Maximilian trả lời: tôi sẽ không chết. Khi tôi từ giã cõi đời, linh hồn tôi sẽ sống với Đức Kitô là Thiên Chúa của tôi. Lúc ấy, Thánh Maximilian 21 tuổi và ngài đã vui mừng dâng hiến cuộc đời cho Thiên Chúa. Sau khi chứng kiến sự hành quyết, cha thánh nhân vui mừng trở về nhà. Ông cảm tạ Thiên Chúa vì có được một món quà thật tốt đẹp để dâng lên Thiên Chúa.